Tôi là sư huynh trong môn phái của cô Thủy đây, cũng thầm yêu và theo đuổi cô ấy suốt nhiều năm nhưng không được đáp lại. Vừa nãy tôi ghen quá, mong anh thông cảm. Thật vậy không mình? Đúng như vậy đấy. Người như cô Thủy đây không có nhiều người thầm thương trộm nhớ mới là lạ. Tôi xin chúc mừng anh, chúc hai người hạnh phúc. Thủy này, khi nãy anh xin lỗi vì đã cư xử lỗ mãng võ biển với em. À, thôi Hòa nhá, em cũng xin lỗi anh. Như vậy là sao hả em? À, khi nãy ra ngoài kia, cô Thủy có tặng tôi một nhát chém chí mạng vào cổ. Đến bây giờ tôi nuốt nước miếng vẫn còn đau. Bọn em là dân võ nên hay nói chuyện với nhau bằng tay chân. Em làm anh thấy sợ rồi đấy. Thế này mai mốt mà về nặng tay nặng chân với chồng, chắc anh vì to. Anh cũng nên trang bị cho mình một tí võ để phòng thân đi. Nếu cần, tôi có thể giúp anh. Học anh để mà tôi thua suốt à? Chẳng phải là anh mới ăn đòn hay sao? Thật ra là tôi có ông bác đang làm việc trị trong này. Khi nào có thời gian, tôi sẽ qua thăm anh. Mà không biết khi nào anh xuất viện. Tôi cũng sắp rồi. Một lần nữa tôi xin lỗi anh. À, xin lỗi. Tôi không làm phiền hai người nữa. Hãy trân trọng những gì mình đang có nhé. Tôi xin phép. Alo. Dạ, con đến thầy. Thầy giúp con gọi cho Lan, nói là về nhà gấp. Thầy nói là bố đau nặng và đang được hàng xóm đưa đi viện cấp cứu. Rồi, thầy sẽ gọi. Sao mình lại đỡ cú đấm đó cho anh? Thế anh nằm viện vẫn chưa chán à?
Mà nếu như đó là lưỡi dao thì em cũng sẽ đỡ cho anh. Vì sao chứ mình? Còn sao nữa? Ngốc à? Cảm ơn Thượng Đế đã mang em đến bên anh. Dạ con nghe đây bố. Lam à, hàng xóm nó đưa bố đi viện, con có thể về nhà được không? Trời ạ, thế bố có làm sao không? Bố trèo cái cây trước nhà để mắc lại dây điện. Không may dẫm phải cành khô rơi xuống con ạ. Thế xương khớp của bố thế nào rồi? Bố cũng chưa biết. Con có thể về ngay được không? Vâng ạ, thế bố cứ vào viện đi, con sẽ về ngay. Con cố gắng về nhá. Vâng ạ. Bố làm sao vậy em? Không biết bố lại trèo cây làm cái gì nữa. Vậy em về ngay đi, xem bố thế nào nhé. Vâng. Nhưng mà ngày mai em phải vào Sài Gòn với anh Đức. Để anh gọi cho bác ấy trước, rồi em hãy gọi cho bác ấy. Sao anh không để em gọi? Em chưa biết bác ấy thôi. Ai đã nhận lời làm việc thì chắc chắn không được sai hẹn. Anh gọi trước sẽ tốt hơn. Là anh ạ. Dạ anh ơi, trên nhà Thủy vừa điện xuống. Dạ bố Thủy mới bị tai nạn, hàng xóm đang đưa ông cụ đi cấp cứu ạ. Thế à? À, dạ em gọi cho anh để xin phép cho Thủy về thăm ông cụ ạ. À, dạ vâng ạ. Vậy còn chuyến công tác ngày mai thì sao hả anh? Để anh tính, điều thằng Cương lấy xe chở thì mới về. Dạ vâng ạ. Dạ, dạ em cảm ơn anh, em chào anh. Em về trước đi, bác ấy đồng ý rồi. À, em nhớ gọi cho bác ấy nhá. Vâng, thế em đi nhá. Em đi cẩn thận nhá. Vâng, em đi đây. Tình hình khá phức tạp. Lão Đức bảo thằng Cương lái xe đưa em về, không cho đi một mình. Bây giờ anh tính sao? Căng nhỉ. Để anh bàn với sếp. Nhưng em đừng vội từ chối, lão sẽ sinh nghi. Biết đâu đây chẳng phải là phép thử của lão. Thế thì sẽ khó đấy. Lái xe mới đi theo thì em cắt đuôi kiểu gì? Cương này. Dạ. Em lái cho anh Đức lâu chưa? Dạ cũng được 5 năm rồi đấy ạ. Thế có hay chở anh Đức đi công tác không? Chở suốt chứ chị. Chẳng qua là ngày mai sếp phải bay vào Sài Gòn có công việc, thế nên hôm nay em mới được đi với chị đấy ạ. Khá ổn đấy. Con xem với tay. Alo. Ừ, anh nghe. Bố em đang nằm khoa nào đấy ạ? Khoa chấn thương chỉnh hình ạ? Vâng, em vào ngay. Sắp đến rồi. Ừ. Bố chị sao rồi ạ? Cụ mổ rồi,
đang nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình. Này, chị sợ mùi bệnh viện lắm, em ra mua cho chị khẩu trang nhá. À, em có đấy. Đây, em gửi chị. Chị em mình đi thôi. Diễn. Em. Bố em sao rồi? Bố ơi, sao lại thế này? Cụ mới mổ sắp xương tối hôm qua. Trời ơi, bố ơi. Để cho cô nghỉ ngơi. Còn đang ly bì lắm, thuốc tê vẫn chưa tan đâu. Thế bố em vẫn như thế nào đấy? Khổ quá, có cái cành cây nó vướng vào dây điện. Thế là ông cụ sợ bị chập, treo lên chặt. Chẳng may giẫm vào cành cây mục, rơi xuống chắc cũng phải mấy mét em ạ. Già rồi có leo trèo làm gì đấy. Bao nhiêu đệ tử thì không nhờ. Thế mới nói, may của ông Hà hàng xóm phát hiện ra đưa đi viện kịp thời. Thế ngoài gãy chân ra, bố em có làm sao không? Có ảnh hưởng một chút nội tạng, nhưng mà em đừng lo quá. Tối hôm qua, nghe cái ông ở phòng bên cạnh ấy, trên bản Tà Lùng, có ông thầy lang bốc thuốc nam rất giỏi. Tí nữa anh sẽ bắt xe khách lên đấy lấy thuốc cho thầy. Em à, yên tâm nhá. Anh đi xe khách làm gì? Em có xe cơ mà. À, vâng. Anh đi đâu? Để em đưa đi. Chào. Anh tên Tuấn. Dạ, em tên Cương ạ. Nhưng mà anh sợ em mệt thôi. Em đi đường cả đêm qua mà. Có sao đâu anh. Em đi thông mấy ngày cũng là chuyện bình thường thôi. Vâng. Em tốt tính quá. Em giúp chị nhá. Chị phải ở lại đây trông cụ. Dạ vâng ạ. Này, anh cũng biết lái xe. Khi nào mà em mệt, anh có thể đổi lái cho em. Vâng. Thế khi nào mình đi hả anh? Chắc đi luôn em ạ. Đi luôn. Tại vì là đường xa. Tí nữa mà em đói, anh em mình kiếm gì lót dạ. Chị cảm ơn em nhiều nhá. Lái xe cẩn thận đấy. Chị khách sáo quá. Thôi em ra xe trước nhá. Ra xe. Em ở lại với thầy nhá. Có gì cứ gọi cho anh. Đi em nhỉ. Con đã dặn bố không được leo trèo cơ mà. Ơ kìa, bố đang bị gãy xương cơ mà. Nó để thấy màng cái này khó chịu lắm. Anh ấy đi rồi, thầy cố chịu mấy hôm nhá. Lát nữa con cũng phải lên xi ma ngay. Thầy sợ nhất bệnh viện. Nó lại bày ra cái trò này. Con xem bảo bác sĩ tháo tạm ra. Nó về rồi mang vào được không? Nóng chân lắm. Cái này con không quyết được. Còn phải xin ý kiến của sếp. Không được. Anh đang vào vai bệnh nhân, chứ không phải là vai võ sư Ngô Xuân. Nhớ vào vai diễn thật tốt nghe. Xe này xịn thật đấy. Uầy, cái gỗ này gỗ gì em nhỉ? Đây là gỗ óc chó. Chỉ có châu Âu mới có loại này thôi anh ạ. Thế à? Vâng. Tí nữa cháu cứ về thăm nhà. Gần trưa đón xe lên Sima. Đến công an huyện, lên thẳng phòng trưởng công an huyện. Mọi thứ chú lo hết rồi. Nhớ mang theo đồ cảnh sát đấy nhé. Thế cháu làm gì trên đó ạ? Ngày mai lão Tuất với thằng Lâm sẽ lên huyện kiểm tra công tác nghiệp vụ cơ bản. Việc của cháu là tiếp khách và chuẩn bị hồ sơ để phục vụ đoàn kiểm tra. Nhưng cháu vẫn chưa nắm gì cơ mà. Yên tâm, mọi thứ chú lo hết rồi. Nhớ là hạn chế nói chuyện với hai người đó. Nhất là không được ăn nhậu cùng họ sau khi kiểm tra xong. Dạ. Thế xong việc cháu quay lại đây luôn chưa ạ? Thì phải đi đón thằng tài xế quay lại đây chứ. Thôi, anh thổ về thăm bố mẹ đi. Nhớ kín đáo nhé. Dạ. Cháu xin phép ạ. Chào thầy. Anh Hà này, bao giờ thì hai đứa nó cưới anh nhỉ?
Bọn trẻ bây giờ cũng chẳng biết như thế nào nữa. Đến khi nào mình nhận được thiệp cưới thì mới hay. Chủ tịch tập đoàn nào em? Tập đoàn Oan Linh. Anh không biết à? Anh ở trên hốc bò tó này, lấy đâu ra mà biết. Sếp em ấy là một trong những người giàu nhất Việt Nam mình mà anh cũng không biết luôn. Chị Thủy bây giờ ấy đang là trợ lý của sếp em đấy. Thế à? Vâng. Thế mà con nhỏ này không nói cho anh nó biết. À, anh này, anh là học trò của bố chị ấy à? Ừ, anh là học trò của thầy Xuân từ nhỏ, cũng coi như là người nhà rồi, là anh cả của chị Thủy đấy. Chị Thủy hiện tại nhé đang yêu em trai của sếp em, và em nghe nói là chuẩn bị cưới hay sao. Thế à? Vâng. Em còn nghe bảo nhá, cưới xong sếp em sẽ cho hai vợ chồng sang Paris. Mẹ. Ô, con. Con về rồi đây. Con về đây à? Nhớ quá. Mẹ khỏe không? Mẹ khỏe. Ông ơi, ông, con làm nó về đây này. Bố đây, bố đây. Bố. Bố khỏe không bố? Bố khỏe. Làm này, việc của con bố không hỏi nhiều, nhưng hàng xóm qua đây người ta nói là nhìn thấy con trên TV mà lại làm trợ lý giám đốc. Bố chẳng hiểu cái gì sắc. Có ai hỏi thông tin về con thì bố mẹ cứ ậm ừ cho qua chuyện, không giải thích gì thêm. Chuyện này rất hệ trọng. Con vẫn làm công an đấy chứ? Bố mẹ cứ yên tâm, chuyện này con sẽ giải thích sau. Bây giờ bố mẹ cứ biết là phải giữ kín thông tin về con. À, chị ăn cái gì để mẹ đi chợ? Con thèm canh hến mẹ nấu quá, nhưng chắc là không kịp ăn rồi. Bây giờ con phải đi công tác luôn. À con này, hôm tuần trước mẹ với em thằng Triều sang đây chơi, hay con xong việc con về rồi mời bái sang đây ăn cơm? Bây giờ có việc gấp rồi, con phải đi. Còn chuyện gặp để sau đi. Với lại... Với lại sao? Chúng con chia tay nhau rồi. Hả? Mẹ cầm lấy, bố mẹ giữ lấy mà tiêu. Thưa bố mẹ con đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé. Dạ. Còn vào trong rừng sâu nữa không anh? Sắp đến rồi em ạ. Sao ông ở xa thế nhỉ? Ông ấy ở trong này để tiện cho việc lên rừng lấy thuốc ấy mà. Dạ. Dừng đây được rồi em ạ. Đây này. Ừ. Hết đường rồi à? Thế nhà ông ở đâu? Nhà ông ấy tít trên đỉnh đồi cơ. Bây giờ em ở dưới này trông xe, hay là kiếm chỗ nào nghỉ ngơi đi nhá. Vâng. Có gì thì gọi anh. Vâng. Thế anh cho em số nhá. Ở đây. Anh bấm hộ em. Đây. Nếu mà quá bữa, cứ kiếm cái gì ăn đỡ đi nhá. Vâng. Anh lên nhà ông ấy, không biết ông có ở nhà không nữa. Thôi, có gì anh gọi. Anh đi đấy nhá. Vâng ạ.
Alo em à, em đến nơi chưa? Ừ, em yên tâm, anh đã cầm chân nó ở lại đây rồi, cho tới khi em quay lại bệnh viện. Ừ, thế nhá. Đi đường có mệt không? Dạ, cũng hơi mệt anh ạ. Để anh bố trí phòng khách cho em nghỉ. Không cần đâu, anh chỉ cần xem ở dưới huyện có cô nào ở tập thể thì cho em tá túc đêm nay, mai xong việc là em về thôi. Thú thật, anh cũng không hiểu rõ công việc này như thế nào. À, anh Hà dặn ngày mai để em tiếp đoàn kiểm tra y như là quân của huyện đấy. Vâng, có một số việc em phải xuất hiện ở đây vào ngày mai. Nếu như có ai hỏi, anh cứ nói là em làm việc ở đơn vị mình mấy tháng rồi nhá. Thôi được rồi, anh sẽ làm đúng theo yêu cầu. À, làm phiền anh dắt em xuống giới thiệu với mấy anh em có mặt trong buổi kiểm tra ngày mai, và dặn dò mọi người là nếu như có ai hỏi thì nói là em làm việc ở đơn vị mình mấy tháng rồi. Em uống nước đi, rồi anh dẫn em xuống dưới đội ma túy. Ở dưới đó cũng có mấy cô mới vừa về thực tập. Tối nay em nghỉ cùng với mấy cô ấy. Cảm ơn anh, mình đi luôn hả anh? Mời em. Dạ vâng. Alo anh ạ. À, anh vào đến nơi rồi à? À vâng ạ, em đang đưa người đi lấy thuốc ạ. Chị ấy đang ở trong bệnh viện ạ. Bố chị ấy bị ngã gãy chân, phải bó bột ạ. 50 triệu à anh? À vâng, vâng ạ, vâng ạ. Vâng em biết rồi ạ. Vâng, vâng em chào anh ạ. Sao rồi anh? Chán quá em ạ. Ông ấy vào rừng hái cây thuốc rồi, chắc ngày mai mới về. Anh tính ở lại luôn, nhưng mà thấy lo cho chú quá. Thế đã ăn uống gì chưa? Từ sáng anh mua ít bánh mì với cả nước lọc, thế là em ăn luôn chả phải đi đâu cả. Vất vả cho chú quá. Thế bây giờ tính thế nào anh nhỉ? Thôi thì đường nào cũng mất công đợi rồi. Vâng. Anh em mình ra thị trấn kiếm cái nhà trọ nào đấy nghỉ lại, ngày mai ta lại vào. Chú thấy thế nào? Ok mà, em có bận gì đâu. Thế thì tốt quá. Vâng. Đi nhở? Vâng. Em xin. Anh ơi, không biết ngày mai mình vào trong kia có suôn sẻ không nhở? Chú cứ yên tâm, anh đã dặn người nhà ông ấy rồi, nếu như ông ấy về sẽ gọi điện cho mình luôn. Bây giờ thì anh em mình cứ vui với nhau cái đã. Ấy, riêng món này thì em kiêng hoàn toàn anh nhé. Sao thế? Bệnh à? Không, em thích món này này. Ê, nhưng mà em còn lái xe nữa mà anh. Lo cái gì, có phải lái nữa đâu. Cứ uống đi, say thì về ngủ. Em xin. Dùng đi anh. Mà bây giờ có phải lái xe nữa đâu, đang nghỉ mà, uống một tí say rồi về ngủ thế thôi. Sếp Đức khó tính lắm. Ông ấy không thích những ai mà ngồi bên cạnh ấy, có mùi bia hoặc là rượu, thành ra em phải nhịn. Thế à? Mà nhịn nhiều lại thành quen. À thế à? Chứ trước đây em uống được lắm ấy nhá. À vâng. Dùng đi. Vâng, em mời anh. À.
Ngon. Gà ngon đấy nhỉ? Ngon. Nóng hổi. Mà em lái xe cho sếp lâu chưa? Khoảng 5 năm anh ạ. Vẫn biết trong đêm hình bóng riêng mình ta, vẫn nhẹ bước trên phong trần, trong vắng yêu thương chìm sâu nhưng lặng cấm, hẹn mai sau sẽ lặng lẽ đến bên người. Hai các bối nhận hai tìm mình trong cơn mơ đau vẫn ngập mắt dòng đời cuộn trong phong lòng ta dục lửa khát khao, tìm mình trong băng giá bao nhiêu cao, từ trong công nín bao cột cao, miền xưa quên nhớ những hẹn thề, mình ta soi bóng trên lối về, đồng hành trong những bước chân cỏ dài, đời ta như bóng đêm miệt mài, niềm tin thắp sáng bao cuộc đời. Cậy thần, thần cậy cây lá. Công an phải là hiệp sĩ bảo vệ người dân chứ.